Bất Sản Đất Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe ha và công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi mình em một căn nhà nằm vị trí đây là hai mặt tiền. Một mặt tiền đường quốc lộ 1A này anh chị là 5m3. Chiều sâu mặt tiền đan 3m là 33m trên tổng diện tích 157,3m2. Đặc biệt căn nhà mình anh chị có thổ cư là 100% luôn chị ha. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng bắc, anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Vị trí đây là ở ấp Trung Nam, xã Vĩnh Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình về đây mình ở anh chị thì thứ nhất là có hai cái điều thuận lợi cho mình. Thứ nhất là anh chị có xe ô tô về tới vị trí căn nhà. Cái thứ hai là kinh doanh buôn bán và gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, rất là tiện cho mình về mọi mặt hết anh chị ha. Đó, trước màn hình mình chị thấy không, có cái xe tải á, ngay vị trí đó là chợ Thục Nhiêu, không phải gần cho chị xem nè, chợ Thục Nhiêu còn gọi là chợ Vĩnh Điềm anh chị ha. Ở đó thì có đầy đủ chợ, trường học, trạm y tế, điện máy xanh, đầy đủ luôn chị ha, chị thấy không. Về đây con cái mình đi học chạy sát bên là tới chị đó, mình đi chợ khoảng đi bộ cũng tới chị ha, có vài trăm mét thôi, 200m đổ lại anh chị, rất là gần nhanh chị ha. Cũng trên đường quốc lộ A này á thì anh chị qua cái cầu sau anh chị ha, là thẳng một đoạn nữa là tới thành phố Mỹ Tho rồi, là khoảng là 13 km anh chị ha. Còn nếu chị ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây ha về tới căn nhà mình cần mua là 74 km là tới chị ha. Hiện tại đang trời nắng, đang bữa trưa chị ha, chói cao ga, anh chị hoặc cô chú mình thông cảm nha. Rồi để em quay hướng ngược lại cho anh chị xem. Cái hướng ngược lại thì anh chị đi hướng về Cây Lậy nè, Vĩnh Long, Cần Thơ anh chị ha, đi hướng ngược lại. Thấy không chị không? Ở khu này thì buôn bán rất là tấp nập, kinh doanh mặt hàng nào cũng được chị. Tại vị trí đây quốc lộ A luôn chị ha. Đây, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ quay qua căn nhà cho anh chị và cô chú mình nắm ha. Đây căn nhà mình đây nè anh chị. Đó, hai mặt tiền chị không? Đường đan bên tay trái mình có một ba cái mặt tiền, đường công cộng, đường thông 3m nữa. Ở đây thì có cái chùa Định Quang anh chị ha. Nhà mình thì diện tích vừa phải thôi chứ không có lớn, nhưng mà em thấy cũng rất là gọn gàng đây. Đó, thì rất là thông thoáng với hai mặt tiền. Đường đan 3m này là đường công cộng, đường thông chị ha. Có đoạn im tông thì bị dân ở lấn thì có 2,5m thôi. Cái đầu đường này 3m anh chị. Đây quay cho anh chị xem. Đây thì có 3 lớp cửa ở bên hông. Đó anh chị có thể mình về đây mình kinh doanh, ví dụ bán gạo hay làm kho xưởng. Và phía sau có 2 phòng ngủ anh chị. Đó mình ở, đó, vừa ở vừa kinh doanh luôn. Rất là tiện ha. Và cái chiều dài 33m đường đan này anh chị thì chủ xây dựng là hết đất luôn chị ha. Đấy chị không? Qua cái anh đứng luôn. Diện tích mình rất là dài. Đây xe ô tô đậu trước cái sân anh chị không? Rất là thông thoáng anh chị nha. Rồi để em chỉ ganh bên tay phải luôn, rồi em sẽ đi vô trong nha anh chị. Đây bên tay phải màn hình anh chị đó, căn nhà này tường riêng hết anh chị ha, không có chung nha anh chị. Rồi để quay không gian rộng một lần nữa cho anh chị xem. Đây với hai mặt tiền rất là thông thoáng anh chị. Rồi em xin mời chị ha, thì em sẽ đi vô bên trong để cho anh chị và cô chú mình tham quan nha. Hiện tại thì căn nhà mình anh chị đã có sổ riêng rồi đó, mình thương lượng được cái giá, mình ra công chứng luôn, mình khỏi đặt cọc chị ha, đỡ mất thời gian chị tới luôn nha. Nhiều lúc anh chị ở xa nè, hay là công việc bắt bằng gòm á, mình về không được thì chị có thể mình thương lượng được cái giá hợp lý, mình về mình ra công chứng luôn nha anh chị ha. Không gian bên trong đây á, thì trước là chủ làm một cái kho đây đó, chứa gạo, bây giờ thì chủ không làm nữa rồi, chuyển đi xe khác ở rồi đó, nên có không gian anh chị rất là thông thoáng. Với bên tay trái mình có 3 lớp cửa cuốn nữa để vận chuyển hàng hóa bên hông cái đường đan công cộng chị ha.
Và đây đó chị thấy rất là rõ rồi, rất là mát, rất là thoáng, và toàn bộ căn nhà của chủ đây á đã đóng lọc không hết anh chị ha, gắn đầy đủ đèn rồi gạch nền đã lót rồi nè, và tường á bên trong á thì đã cao lên là 1m6, còn ở ngoài đây á thì chủ không có ốp tường nha anh chị. Hiện tại thì căn nhà mình có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn, không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và phụ cũng rất yên tâm vấn đề đó ha. Đây rất là rộng chị thấy không, không gian nè. Ở đây mình có thể thiết kế một cái phòng đây nữa anh chị. Căn nhà mà mình có thổ cư 100% nè, rồi mặt tiền quốc lộ A nè, rồi mình không có đường đan công cộng xe ô tô nè, em thấy rất là tiện lợi. Thứ nhất vừa kinh doanh, vừa buôn bán, vừa ở luôn. Đây, không gian ra phía sau rất là rộng, khoảng 2m anh chị ha, rất là rộng ra phía sau. Đây là được hai phòng ngủ ha. Cái cửa này quên chìa khóa chị ha, chủ quên đem rồi, không mở bên trong được. Hai phòng ngủ thì giống nhau chị, để quay phòng thứ hai cho anh chị xem. Đây, không gian trong phòng thì cũng vừa phải chị ha. Đây, tắt điện rồi, không bắt đèn được. Còn đây là không gian bếp. Anh chị về mình thiết kế cái cửa lùa ở dưới nè chị. Đó, để như để nồi ở dưới cho nó gọn gàng chị ha. Đó, che lại bớt. Bếp nấu ăn thì rất là đơn giản thôi. Còn đây là khu vực để mình để cái bàn tròn á chị, mình ăn cơm hay bàn dài khu vực này chị ha. Đây là trước màn hình mình, đây là cái đồng hồ nước. Còn đây là cái chỗ labo, cũng đơn giản thôi, để đánh răng rửa mặt khu vực này. Còn cuối cùng đây là cái nhà vệ sinh, nhà tắm chung nha anh chị. Cũng ốp gạch 1m6 anh chị ha, dưới cũng lót nền rồi. Cửa toàn bộ là cửa phòng khách, cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh là nhôm giả gỗ chị nha. Rồi để quay lại không gian ở phía trên cho anh chị xem một lần nữa ha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở vị trí quốc lộ A, nằm ở xã Vĩnh Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này, thì liên hệ với em xuống thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Thổ cư căn nhà mình là 100% nhanh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giùm hình để tương tác với em, để mấy em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi, một lần nữa em xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo.